Chào tất cả các bạn. Trong video này, tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe làm thế nào để học dễ dàng, ít tốn thời gian nhưng cực kỳ nhanh giỏi giao tiếp tiếng Anh các bạn. Thì trong cái bài học của Hello chào thì chúng ta có 3 phần học bắt buộc. Trong đó đó cái phần học câu thông dụng, mỗi ngày các bạn chỉ học bao gồm có 5 câu thôi các bạn. Mỗi ngày 5 câu nhưng mà trong năm câu đó chúng ta học như thế nào? Bây giờ các bạn cùng tôi thử học uh, trong năm câu này các bạn nha. Bây giờ các câu nó được liệt kê thế này, đây là câu phiên âm nghĩa của nó phân tích âm ra và bên phần dưới tôi sẽ nói với các bạn sau. Thì khi một câu nó như thế này thì các bạn bấm vào nút loa đầu tiên để nghe người bản xứ phát âm, ha các bạn nghe đây. I tried to call you, but I got a busy signal. I tried to call you, but I got a busy signal. Cái câu đó khi người bản xứ đọc thì cái giọng bản xứ đó đôi khi chúng ta nghe đó thì chúng ta nó lạ lẫm, chúng ta chưa có làm được. Nhưng mà làm thế nào để làm được, để phát âm được đúng như âm bản xứ thì các bạn nên làm thế này. Từng từ, từng từ trong câu này chúng tôi có tích hợp vào những cái âm thanh được đọc theo phương pháp đọc tách ghép âm độc quyền của Hello Chào mà khi bạn rê chuột vào từng từ hát thì cái âm đó nó hiện lên ở bên dưới cho các bạn bấm vào để nghe các bạn xem đây tất cả các từ đều có âm đọc tách ghép âm để giúp cho các bạn phát âm chuẩn xác ha tất cả các từ các bạn ví dụ như tôi bấm vào một từ cho các bạn nghe như thế nào busy yeah, busy e, busy busy. Khi các bạn gặp cái từ này, đôi khi tôi thường nghe nhất người ta nói là busy, busy. Nhưng nó không phải là busy các bạn. Khi các bạn nói busy nó là âm y rồi, b i -e, -E Nhưng mà cái âm đầu tiên nó không phải là âm y. Cho nên nếu các bạn nói âm y thì các bạn đang nghĩ đó là âm tiếng Việt đấy. Nhưng nó là âm gì? Nó là âm e e e e. -e, -e, -e. Thực chất nó là âm y ngắn trong tiếng Anh Âm y dài mới được nói là âm y Còn âm y ngắn là âm y, e, e. Vậy thì sau khi các bạn nghe các phương pháp đọc tách ghép âm của Hello Chào đó Nó làm như thế này Busy y, y, b, b. Âm y ngắn cho nên nó cực ngắn nha các bạn y, e, y. E. Chứ không phải là y e mà là y, y, y cái âm i này nó nằm trong cái từ bia đó các bạn nếu âm này không phát âm thành cái i thì các bạn không nói chữ bia được bia được mà các bạn nói chữ bi bi rồi ha thì âm này là âm i b b b b z i z b z b z b z b thì cái âm sau của nó mới là âm i nó là z i z Âm đầu là âm I B B B Z Busy Busy Thì cái từ đúng đó Nó là từ busy Nhưng mà hồi trước đến giờ Mình cứ nghe Và mình ngỡ nó là busy Cho nên khi các bạn nghe cái này Các bạn cứ lầm tưởng là busy Mình nói busy hoài thì không được Khi nói tiếng Việt Chúng ta nói chúng ta busy thì ok Ai nghe cũng hiểu Nhưng nói tiếng Anh Mình phải nói là I'm busy I'm busy I'm busy I'm busy Busy Thì nó mới là giống thì khi các bạn làm như thế Tập theo phương pháp Đọc tách ghép âm như tôi vừa nói Thì các bạn mới có cơ hội tập được đúng âm bản xứ Hay các bạn Busy, busy Vậy thì một từ thì các bạn tập như thế Tất cả các từ các bạn đều ứng dụng phương pháp này Để tập như thế luôn Và tôi tập thêm một vài từ nữa để các bạn xem Ví dụ như chữ got a đi Got a Chữ got là a, got, got got nó là âm A dài các bạn a dài đó nhưng mà o A got got âm phía sau là âm ơ, ơ, ơ. âm ơ. cực ngắn chứ không phải là âm ờ dài các bạn nghe không a gutter gutter âm mỹ thì nó cái âm t phía sau cùng mà nối với nó là một nguyên âm thì nó hay biến thành âm đờ cho nên nó là gutter Gutter, gutter, các bạn bấm vào đây để nghe ví dụ như là gutter, got, r, gar -er. got, -er. got, gar -er. gutter. Giáo viên đọc giống y như tôi vừa đọc cho các bạn. Có nghĩa là theo phương pháp này nó tách ra từng âm đơn lẻ, ha, rồi từng nguyên âm đó đó. Nó sẽ xem nguyên âm đứng phía sau nó Cái phụ âm đứng phía sau nguyên âm này là gì Và cách ghép vào làm sao Phụ âm đứng trước nguyên âm này Cách ghép vào làm sao Và khi các bạn ghép vào đó đó Nó hình thành cái tổ hợp âm Và khi các bạn phát đúng cái tổ hợp âm đó Thì bất kỳ cái từ nào sau này Mà dùng đúng cái tổ hợp âm đó Là các bạn phát âm được rồi Cho nên khi các bạn học âm của một từ không có nghĩa là học đúng cái từ đó Học âm của cái từ đó nhưng mà tất cả những cái từ khác dùng đúng cái âm của từ đó các bạn đều phát đúng hết. Như vậy thì chỉ cần một câu này thôi, đôi khi các bạn phát đúng được mười mấy âm khác nhau, nếu như bạn ứng dụng cái phương pháp đọc tách ghép âm của hello chào, được lòng ghép thành một cái công cụ như thế này các bạn ha. Vậy thì sau khi phát đúng được tất cả các từ trong câu này ha thì các bạn mới bắt đầu tập đọc ghép cái câu này lại với nhau. Ví dụ như là I try I try, try đó là không có id là ở hiện tại. Còn try ở quá khứ thì thế nào? Try, tried, tried I, I'd. tried, tried, I tried, I tried. Các bạn không thể nói là I try được ha. Vậy thì tập âm theo kiểu đó như là I tried, I tried to, I tried to, I tried to call you, I tried to call you, I tried to call you. But I but I but I but I got her but I got her but I got her busy signal 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 no, signal I tried to call you but I got her but I got a busy signal I tried to call you but I got a busy signal I tried to call you but I got a busy signal I tried to call you but I got a busy signal I tried to call you, but I got a busy signal. I tried to call you, but I got a busy signal. Hem, đó là cái cách mà tôi muốn các bạn tập theo giống như thế. Có nghĩa là mình tập âm càng chính xác càng tốt. Rồi xong cái bắt đầu nối âm từ từ, ha, từng từ lại với nhau nhiều từ hơn rồi mới bắt đầu nối từng câu lại với nhau đọc nhanh đọc chậm đều không bị vấp nha các bạn thì lúc đó đó các bạn mới hoàn thành ha, các bạn mới hoàn thành cái 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 việc tập cho cái câu này có nghĩa là khi chúng ta nói là I try to call you but I got a be signal không bị vấp mỗi lần muốn nói câu đó là bật ra ngay được trong vòng trong vòng mấy giây thì nó mới thành công vậy thì khi các bạn tập âm rồi nói tới nói lui không bị vấp rồi thì mình nên làm sao thì lúc này mình bỏ máy tính đi ý tôi là các bạn chỉ cần ngồi máy tính ngồi tại máy tính đúng khoảng chừng 5 phút để thực tập xong cái câu này ha thì khi các bạn nhớ là tôi gọi cho bạn nhưng mà mấy bạn bận hay là tôi gọi cho bạn mà tôi luôn luôn nhận được tín hiệu bận thôi thì lúc đó đó các bạn bỏ máy tính rời đi thì tranh thủ mọi lúc mà bạn rảnh rảnh tay hay là thậm chí lúc bạn đang lái xe nè hay là đang nấu bếp nè hay thậm chí lúc bạn làm mà mà ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi một chút thì các bạn tranh thủ lặp lại cái câu này tối thiểu là khoảng 200 lần đúng y chang như giọng bản xứ thì các bạn mới được nghỉ hay các bạn hâm thì ví dụ lúc mình đang lái xe đeo khẩu trang đó các bạn làm thế này I tried to call you but I got a busy signal. Chậm, chậm dần từ từ nhanh lên ha. I tried to call you but I got a busy signal hai lần. I tried to call you but I got a busy signal. I tried to call you but I got a busy signal ha. Đếm từng lần như thế, làm sao tối thiểu là khoảng 200 lần giúp tôi. Mà nói ra là cái câu giống y chang, giọng đọc y chang, âm y chang như là bản xứ thì coi như các bạn xong cái câu đó ha. Thì trong chương trình của chúng ta có 5 câu Khi bạn xong một câu rồi Quay lại tập câu tiếp theo ha Tập câu tiếp theo xong rồi Tập câu tiếp theo nữa cho đến hết 5 câu Nha các bạn Theo cách đó thì các bạn mới có thể thay đổi âm được Nhưng học 5 câu để làm gì Học 5 câu đó không phải là để nói 5 câu đó nha các bạn Học 5 câu đó là để làm thế này nè Các bạn xem tôi Học 5 câu đó xong rồi Mình phải vào máy để kiểm tra Các bạn cuộn xuống bên dưới màn hình ha, cuộn xuống bên dưới màn hình Bên dưới cùng màn hình Nó có một cái chương trình gọi là thi oral ha, Kiểm tra oral có nghĩa là kiểm tra cái mức độ phản xạ của mình Chương trình sẽ hiện ra cho mình ôn tập các bạn Chương trình sẽ cho mình ôn tập Ví dụ như là mình nhìn cái câu này bằng tiếng Anh Mình bấm nút thu âm mình đọc lại thử xem chương trình có nhận diện đúng cái giọng mình hay không Bây giờ tôi thử cho các bạn xem nha Nhận diện đây I tried to call you but I got a busy signal. Đây các bạn, khi chương trình hiện ra tất cả các chữ này màu xanh hết nghĩa là tôi đọc đúng các bạn ha. Bây giờ thử tôi đọc sai cho các bạn xem nè. I tried calling you. I tried calling you. Các bạn thấy đó chữ calling you nó hiện ở đây và tôi ngừng lại thì những chữ màu xám này nó báo cho mình biết là chữ này mình đọc thiếu. Tôi đúng chữ I tried Tôi thử đọc sai một lần nữa cho các bạn xem nha. I tried calling you but I couldn't get through. I tried calling you but I couldn't get through. Đúng như tôi mong muốn ha. Nhưng mà cái chữ BC Signal những cái chương trình báo cho mình còn thiếu nè. Chữ này sai nè. Chữ này đúng nè. Vân vân. Bây giờ tôi thử đọc lại đúng các bạn xem nha. I tried to call you but I got a busy signal. Đấy chính xác. Chúng ta bắt đầu thử câu thứ hai. Chúng ta có 5 câu mà các bạn thử câu thứ hai ha. Câu thứ hai là câu này. Tôi bấm vào câu 2 để tôi thử đọc. em à, bấm vào đây thử loạt. My friend came and I had to take her out for dinner chính xác các bạn ha, nó báo cho mình đúng hai câu rồi. Bây giờ mình đã tự tin đọc mỗi câu 200 lần, đúng âm, đúng từ rồi thì chắc chắn cái việc thử giọng á nó hoàn toàn đúng ha các bạn ha. Bây giờ nếu các bạn tự tin thử giọng hoàn toàn đúng rồi thì chúng ta bấm vào nút bắt đầu thi phản xạ ha. Thì các bạn xem nè, cái việc thi oral phản xạ đó là thi như thế nào. Nó hiện câu tiếng Việt lên chứ nó không hiện câu tiếng Anh nữa, nó hiện câu tiếng Việt lên để xem coi mình nhớ cái câu đó hay không và phản xạ thế nào trong vòng 7 giây hiện câu tiếng Việt gợi ý mà bạn không nhớ được câu tiếng Anh có nghĩa là bạn quên rồi và không phản xạ được đâu có nghĩa là mai mốt bạn muốn nói câu đó thì bạn đâu có nhớ ha có nghĩa là nghe nói phải phản xạ được trong vòng 7 giây bây giờ tôi thử cho các bạn xem tôi nhớ như thế nào trong năm câu này nha bắt đầu thi ngay I tried to call you but I got a busy signal Do you know why I didn't show up last night? I was in a hurry so I couldn't text you. I intended to call you back, but it just slipped my mind afterwards. I don't know what to say. Rồi, nó chấm điểm cho tôi là chỉ đúng có 4 câu trên 5 câu thôi các bạn. 4 câu trên 5 câu. Vậy chúng ta xuống xem ở đây coi tôi bị fail nè các bạn, không đạt nha. Vậy chúng ta xem coi là chúng ta sai câu gì. Câu đầu đúng nè, câu 2 đúng nè, câu 3 đúng nè. Câu 4 cũng đúng nè, nhưng mà câu cuối cùng khi hiện ra câu bạn tôi đến và tôi phải dắt cô ấy đi ăn tối nhưng mà tôi trả lời là I don't know what to say. Các bạn thấy không? Cái câu cuối nếu như tôi nhớ cái câu tiếng Anh từ cái câu gợi ý tiếng Việt thì tôi đã phản xạ đúng luôn rồi. Đằng này khi tôi nói câu tiếng Anh sai thì lập tức chương trình chấm tôi sai. Có nghĩa là khi bạn học 5 câu mà bạn phản xạ được 5 câu từ câu gợi ý tiếng Việt mỗi câu trong vòng 7 giây thì xem như là trong thực tế đó bạn đi ra ngoài bạn nhớ nằm lòng cái đó rồi thì xem như là bạn thành công trong chương trình. Ha các bạn. Vậy thì khi chúng ta học xong 5 câu đó ha để làm gì ha thì chúng ta làm như thế này, các bạn làm theo tôi nha. Chúng ta quay trở lại màn hình chính các bạn Màn hình chính mà lúc nãy các bạn học 5 câu 5 từ Tại vì cơ bản là chúng ta thuộc nằm lòng 5 câu 5 từ đó rồi Tôi lấy ví dụ như cái câu hồi nãy chúng ta tập âm Là I try to call you But I got a busy signal Trong đó được phân tích cấu trúc ra thành nhiều cấu trúc khác nhau Tôi thấy trong đây có ba cấu trúc, bốn cấu trúc được phân tích ra nè các bạn Tôi thử lấy cấu trúc đầu tiên là try to do something Tại vì trong câu có I try to call you thì cái cấu trúc là try to do something. Để xem để xem coi tôi có thể giúp cho các bạn làm gì với cái cấu trúc try to do something các bạn nha. Khi các bạn nhớ nằm lòng và phản xạ được trong 7 giây cái câu kia rồi thì chúng ta có thể sẵn sàng lấy cái cấu trúc try to do something ra bất kỳ lúc nào để chi để làm thế này nè. Phát triển cái cấu trúc này thành hàng chục câu khác nhau. Tôi lấy một ví dụ cho các bạn xem. I'm trying to sleep. Tôi đang cố gắng ngủ đây thay vì do something. I'm trying to call. cố gắng để gọi. thì bây giờ là try to sleep. ha. I'm trying to sleep. ha. thì đó là các bạn biến thành một câu khác rồi đó các bạn. hay là một câu nữa. She didn't. She didn't even try to help. She didn't even try to help. cái cấu trúc try to do được chuyển thể thành try to help. She didn't even try to help. Cô ấy thậm chí không có cố gắng giúp đỡ nữa. Có nghĩa là cô ấy thậm chí không có cố để giúp đỡ chúng ta nữa hay là gì đó. Chẳng hạn, à, rồi thử lấy một ví dụ thứ ba. Um, she was trying not to cry, not to cry. She was trying not to cry, try not to cry. Cô ấy cố gắng không khóc. She was trying not to cry. Hay các bạn? Thử câu thứ tư. Hey, try to rest. Hey, này, này, cố gắng nghỉ ngơi đi chứ. Cố gắng nghỉ ngơi đi chứ. Thì try to do something đó các bạn. Chúng ta thay cái động từ do thành một động từ khác là biến thành các câu khác rồi các bạn. Thử câu nữa nha các bạn. Hey, don't try to stop me. Don't try to stop me. Don't try to stop me. Đừng có cố ngăn tôi lại nha. Đừng có cố ngăn tôi lại nha hay là hey I just try to help. I just try to help. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà. Đấy các bạn ha. Câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo nào. Try to catch me. Cố mà bắt tôi đi. Ha, cố mà bắt tôi đi. Ha các bạn. Try to catch me. Câu này cũng có nghĩa là ờ uh, Uh, cố gắng bắt trước tôi đi nữa hay là hay là hay là cố gắng xem tôi làm mà làm theo nha try to catch me hay các bạn hay một câu nữa um, I tried to call Tom I tried to call Tom last night tối hôm qua tôi cố gọi cho Tom um, hay là gì hay là uh, I tried to warn you I tried to warn you. Tôi đã cố gắng cảnh báo bạn rồi. I tried to warn you. Uh, thêm một câu nữa nào. She tried not to laugh. She tried quá khứ nha các bạn. not to laugh. Cô ấy cố gắng không cười. Hay các bạn cô ấy cố gắng không cười. Rồi, như vậy chỉ có một cấu trúc thôi Mà tôi đã cho các bạn khoảng 10 câu ví dụ rồi đó các bạn 10 câu để phát triển thêm từ một cấu trúc Câu này có 4 cấu trúc thì các bạn tưởng tượng xem Từ một câu mà mình có thể phát triển lên đó. tới 40 câu ha Tôi giả dụ tôi lấy một cấu trúc nữa các bạn xem Lấy câu khác đi ừ. Ví dụ như câu tiếp theo này có cấu trúc là To be in a hurry To be in a hurry là đang vội vã làm việc gì đó các bạn đang vội vã làm việc gì đó to be in a hurry à, ví dụ I'm sorry I'm in a hurry đôi khi chỉ đơn giản nói vậy thôi xin lỗi tôi đang bận xin lỗi tôi đang bận I'm sorry I'm in a hurry I'm sorry I'm in a hurry à, ví dụ tiếp theo nào I'm in a hurry to get there I'm in a hurry to get there Tôi đang vội chạy đến đó đây. Tôi đang vội chạy đến đó đây. Ha. Hay là một câu nữa. Câu hỏi đi. Are you in a hurry? Bạn có đang vội không? Are you in a hurry? Bạn có đang vội không? Đó. Ha. À, một ví dụ nữa nào. Um, no, I'm not in a hurry now. I'm not in a hurry now. Không, tôi không có đang vội. Ha. Đó. Cũng là cái cấu trúc to be in a hurry thôi các bạn mà các bạn có thể triển khai ra bây giờ tôi có thể tôi có thể lấy thật nhiều ví dụ nữa cho các bạn nghe có thể là hàng chục cái ví dụ như vậy luôn. Vậy thì kể từ sau khi bạn thuộc một câu, nằm lòng một câu, thử thi oral phản xạ cho câu đó, cho năm câu học trong ngày đúng rồi, bắt đầu á, mình lấy một câu ra tận dụng những thời gian nhàn rỗi khác không cần ngồi trên máy tính nha các bạn. Vậy thì thời gian ngồi trên máy tính chỉ có 5 phút để học một câu thôi Nhưng mà tận dụng thời gian nhàn rỗi ở bất kỳ đâu ở bên ngoài Trong lúc lái xe, trong lúc đang nấu bếp Đọc lặp lại câu đó cho đủ số lần tối thiểu là 200 lần Thế là bắt đầu á dùng những cấu trúc có trong câu đó Để tưởng tượng ra những câu mới gọi là phát triển Vậy thì trong cái bài học như thế này Chúng ta chỉ có 5 câu thôi các bạn nhưng mà trong năm câu đó đó chúng ta học rất nhiều âm khác nhau trong câu thì khi âm đó đó chúng ta biến thành âm của mình rồi tổ hợp âm do nguyên âm kết hợp với phụ âm chúng ta biến thành âm của mình rồi thì chúng ta có thể phát tất cả những cái từ vựng tiếp theo mà có chứa âm đó một cách dễ dàng một lần biến âm bản xứ thành âm của mình thì những từ mà dùng âm đó thì đều dễ dàng cả hay là trong câu có từ vựng và nhiều cấu trúc khác nhau chúng ta biết cách sử dụng cái cấu trúc đó để phát triển ra thành hàng chục câu một câu có vài cấu trúc thì chúng ta phát triển ra cái câu đó thành vài chục câu năm câu thôi các bạn có thể thi triển ra hai ba trăm câu thì như vậy đó các bạn mới có thể diễn đạt ở bên ngoài thì trên đây là toàn bộ cái phương pháp học câu của Hello Chào và từ cái câu này nè chúng ta có thể giao tiếp được tiếng Anh lưu loát giọng chuẩn bản xứ là tại vì chúng tôi tổng hợp đủ hết tất cả mọi câu từ cần thiết, chứa tất cả mọi cấu trúc cần thiết để bổ sung thành cái vốn ngôn ngữ cho các bạn. Và tôi hy vọng là sau cái chương trình này các bạn nói được tiếng Anh lưu loát nè, giọng chuẩn bản xứ nè, có thể phản xạ được trong vòng 7 giây trong cái việc nghe nói nè và có thể giao tiếp trong bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn.